Tony từng góp mặt trong những bộ phim như Bán Yêu Khuynh Thành, Bạch Lộc Nguyên, Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện. Cô được nhận xét là có ngoại hình trong sáng, dễ thương và rất thu hút. Có thể nói năm 2020 là năm mà cái tên Tôn Y được khán giả biết đến nhiều hơn qua những bộ phim đình đám. Và kéo theo sự nổi tiếng chính là tai tiếng. Chính vì thế mà những sự scandal trước đó của Tôn Y cũng bị khán giả lần lượt khui ra. Đầu tiên là nghi vấn đổi tình lấy vai diễn, nghi vấn làm giả bằng cấp hay qua đêm cùng với tình cũ của Dương Tử, Cấm Sừng, nam diễn viên Sở Kiều Truyện, Lâm Canh Tơn, hay nghi vấn cặp kè người đáng tuổi cha của mình. Có thể nói Tôn Y là một nữ diễn viên hiếm có mà dính phải nhiều tai tiếng ở CBiz. Dù công khai mình sinh năm 1996, thế nhưng Tôn Y lại bị bóc phốt khai gian tuổi. Bởi theo tài liệu tham gia một cuộc thi người mẫu vào năm 2011, ghi nhận lúc bấy giờ cô chỉ mới 18 tuổi, đồng nghĩa với việc cô sinh năm 1993. Hơn nữa, so sánh niên khóa của cô tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh cũng cho kết quả tương tự vì cô thi đậu vào trường năm 2012. Ngay từ khi còn nhỏ, Tôn Y đã được nhận xét là rất ngoan và có thành tích học tập tốt. Không chỉ vậy, cô còn có nhiều tài lẻ. Khi còn đang học cấp 3, Tôn Y có tham gia cuộc thi Con Đường Tơ Lụa và giành được vị trí quán quân. Tuy ngoại hình không quá nổi bật, nhưng phần thi của cô lại quá xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp, Tôn Y thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh với số điểm cao ngất ngưởng và trong thời gian học tập, cô có thành tích rất xuất sắc và là học sinh ưu tú của trường. Vào ngày kỷ niệm 65 năm thành lập trường, Tôn Y còn vinh dự làm đại diện cho sinh viên xuất sắc phát biểu cùng đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Năm 2016, Tôn Y tốt nghiệp với bằng xuất sắc và quyết định theo học lên thạc sĩ. Thế nhưng cho đến nay, netizen vẫn cảm thấy khó hiểu khi Tôn Y vẫn học mãi chưa xong. Thậm chí khi tra cứu họ còn không tìm thấy tên của nữ diễn viên 27 tuổi trong danh sách nghiên cứu sinh. Không ít người đặt nghi vấn liệu có phải Tôn Y giống như đàn anh Trạnh Thiện Lâm làm giả bằng cấp. Tề Minh Nguyệt trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, bộ phim đang hot của Trung Quốc, bên cạnh ba nhân vật chính Lăng Tiêu, Hạ Tử Thu, Lý Tiêm Tiêm, nữ phụ Tề Minh Nguyệt cũng gây nhiều tranh cãi. Minh Nguyệt là bạn thân từ hồi cấp 3 của Lý Tiêm Tiêm, là lớp trưởng gương mẫu, con ngoan trò giỏi, tính tình hiền lành, e dè. Tuy nhiên Minh Nguyệt lại trở thành nhân vật bị ghét của phim vì ngoại hình bị cho không phù hợp và cách xây dựng hình tượng kém duyên. Minh Nguyệt ban đầu crush anh nhỏ Hạ Tử Thu, sau đó nhanh chóng chuyển sang yêu thầm anh lớn Lăng Tiêu. Bạn của Hạ Tử Thu là Trang Bắc lại crush Minh Nguyệt, tạo nên một quan hệ tình cảm rối như tơ vò. Thủ vai Tề Minh Nguyệt là Tôn Y, cô nàng bị chê mặt dừ, không giống nữ sinh trung học, nhất là khi so sánh với Đàm Tùng Vận. Trong bản lý lịch công khai, Tôn Y giấu tiệt năm sinh, chỉ biết cô tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, sau đó học lên nghiên cứu sinh, có vai diễn đầu tiên trong phim truyền hình The Face of Love năm 2014. Cách Tôn Y thể hiện nhân vật Tề Minh Nguyệt cũng nhận ý kiến trái chiều của khán giả. Khi tỏ vẻ xấu hổ, cô thường cúi mặt mím môi, hạ thấp giọng, bị chê giả tạo. Một bộ phận khán giả cho rằng diễn xuất của Tôn Y không tốt, nhưng đất diễn ngày càng nhiều, còn đóng chung với hai nam chính nhiều hơn cả nữ chính. Tuy Tôn Y không phải là diễn viên đình đám và nhiều khán giả biết đến cô là qua những scandal đời tư. Tuy Tôn Y không nổi tiếng nhưng chẳng ai có thể phủ nhận rằng những phim cô nàng nhận toàn là những phim lớn và toàn được hợp tác với những diễn viên gạo cội. Diễn xuất tệ nhưng thường nhận phim lớn cướp vai diễn của đồng nghiệp. Bộ phim đầu tay của Tôn Y là Theo Đuổi Tình Yêu năm 2014, hợp tác với Trương Quốc Lập và Diêm Ni. Sau đó cô tiếp tục hợp tác với nhiều minh tinh đình đám như Tưởng Văn Lệ, Triệu Lệ Dĩnh, Trương Gia Dịch, Lâm Canh Tân cùng các tác phẩm phim nổi tiếng như Sở Kiều Truyện, Bạch Lộc Nguyên và mới đây nhất chính là Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Xuất hiện trong các tác phẩm phim lớn nhưng diễn xuất của Tôn Y lại bị chê không thương tiếc, nhất là trong bộ phim Bạch Lộc Nguyên. Không chỉ bị chê diễn xuất, Tôn Y còn được cho là cướp vai diễn từ người đồng nghiệp Lý Mộng. Vai thứ Bạch Linh trong Bạch Lộc Nguyên vốn do Lý Mộng đảm nhận và cô cũng đã ở trường quay 2 tháng. Thế nhưng đến cuối cùng cô vẫn bị ép rút khỏi bộ phim và giao vai diễn này lại cho Tôn Y. Khoảng thời điểm đó, Tôn Y đã bị chỉ trích rất nhiều. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn bỏ ngoài tai những tai tiếng ồn ào này. Scandal tình ái ồn ào với hàng loạt nam diễn viên nổi tiếng. Tôn Y không chỉ vướng những tai tiếng trong sự nghiệp mà đời tư cũng ồn ào khiến người ta ngán ngẩm. Những tai tiếng đời tư của Tôn Y bắt đầu từ sự việc Trương Gia Dịch, nam chính của bộ phim Bạch Lộc Nguyên xuất hiện tại nhà riêng của cô. Lúc này, nhiều người nghi ngờ Tôn Y đã đi cửa sau với Trương Gia Dịch, khi anh không chỉ là người hướng dẫn cô trong quá trình học thạc sĩ, mà còn là cổ đông lớn của Tân Lệ, công ty sản xuất của bộ Bạch Lộc Nguyên. Việc Tôn Y cướp được vai diễn từ tay của Lý Mộng được cho là có liên quan trực tiếp đến Trương Gia Dịch.
Sau Trương Gia Dịch, người đẹp sinh năm 1993 này vướng lùm xùm hẹn hò với Lâm Canh Tân, bạn diễn của cô trong bộ phim Sở Kiều Truyện. Cánh phóng viên từng chụp lại được hình ảnh Lâm Canh Tân đưa Tôn Y về quê nhà gặp bố mẹ mình, nhưng hai bên đều không đưa ra bất kỳ phản hồi nào cả. Nhưng rồi sau một cuộc gặp kia, Tôn Y trở về Bắc Kinh và một người đàn ông đã đích thân đến đón cô, đó là phó đạo diễn của bộ phim Bạch Lộc Nguyên, Vương Thụy Hoàn. Không chỉ có khá nhiều cử chỉ thân mật, Vương Thụy Hoàn còn đưa Tôn Y đi mua sắm, những nghi vấn cô bắt cá hai tay cũng xuất hiện, nhưng đối mặt với loạt tai tiếng ấy, Tôn Y luôn giữ thái độ im lặng. Những tai tiếng vẫn chưa dừng lại ở đó khi Tôn Y tiếp tục vướng tin đồn với Tần Tuấn Kiệt, bạn trai cũ của Dương Tử vào năm 2018, khi cả hai cùng hợp tác trong bộ phim Bệnh viện Hoành Sơn. Khi đó, paparazzi đã chụp được hình Tần Tuấn Kiệt nửa đêm đến gặp Tôn Y, nữ diễn viên còn thoải mái mặc đồ ngủ đi xuống để đón anh. Trên phim trường, cả hai cũng nói cười rất vui vẻ, nhưng khi bị phóng viên hỏi về chuyện hẹn hò thì Tần Tuấn Kiệt đã nhanh chóng phủ nhận. Nhiều khán giả không còn thiện cảm đối với Tôn Y sau hàng loạt những scandal và bê bối từ lúc vào nghề đến nay. Và nhiều khán giả cho rằng nếu muốn thay đổi định kiến của họ thì Tôn Y nên tập trung vào nghề và nâng cao khả năng diễn xuất để mang đến những vai diễn chất lượng hơn. Các bạn đang xem video trên VGT, đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé.